Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Tội phạm hiếp dâm là câu chuyện gây nhức nhói muôn thuở. Đa phần các đối tượng này thì muôn hình vạn trạng, tuy nhiên biến thái như tên tội phạm sau đây thì thật là hiếm có. Không cần 18 đôi mươi, hắn ta nhắm đến các cô các cụ. Tuy nhiên, ẩn đằng sau cuộc đời của tên biến thái này lại là một câu chuyện đáng ngẫm. Về chi tiết vụ việc như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Câu chuyện xảy ra vào một chiều muộn, một ngày giữa tháng 3. Bà Trần Thị My, 65 tuổi, ở huyện Tiền Hải, Thái Bình, đi xe đạp từ chợ Chiều, thị trấn Tiền Hải, về đến đoạn đường bê tông giữa cánh đồng thôn Trung Tiến, xã Tây An, huyện Tiền Hải, thì bỗng gặp một gã đàn ông chừng ngoài 40 tuổi, đang đứng cạnh xe máy dựng bên đường. Gã tóm ghi đông xe đạp của bà My nói, đứng lại nhờ cái này, rồi hỏi bà đi đâu về, có tiền cho xin ít. Bà My hoảng quá trả lời, tôi đi chợ về làm gì còn tiền. Nghe thế, gã đàn ông liền rút con dao nhọn ra dọa, bỏ hết tiền ra đây. Bà My vừa xin vừa lôi ví ra đưa cho gã tờ 100.000 đồng. Gã giằng lấy ví, móc tất cả được 237.000 đồng đút vào túi. Sau đó một tay gã cầm dao, một tay gã khám người của bà My. Không thấy gì, gã chợt nảy tà dâm rồi nói, thôi thế này nhé, tiền thì không còn, chị vào trong kia khiêng hộ em bao đồ cổ. Chưa hình dung ra chuyện gì, nhưng bà My nghi ngờ gã có dụng ý xấu nên từ chối, thì gã lại giơ dao bắt bà đi theo. Đến đoạn đường đất, gã bắt bà My dừng lại và không cần giấu giếm, gã thẳng thắn đề nghị kiếm nhã. Bị con dao nhọn hoắt gí vào người, bà My sợ hãi, cháu ơi cháu nhầm rồi, cô năm nay đã 65 tuổi rồi, mày muốn thì đi tìm người trẻ trung, mày tha cho cô. Nhưng gã đàn ông không màng đến lời van xin của bà My. Sau đó gã lôi số tiền vừa cướp được của bà My ra đếm lấy 120.000 đồng, nói là để đổ xăng. Số còn lại gã trả cho bà My rồi ung dung lên xe máy tẩu thoát. Ngày hôm sau, bà My đến công an huyện Tiền Hải trình báo sự việc. Vụ việc sau đó được chuyển lên phòng cảnh sát hình sự BC45, công an tỉnh Thái Bình, nghiên cứu một số vụ án hiếp dâm xảy ra thời gian gần đây. Các điều tra viên nhận thấy có sự tương đồng về mặt thời gian, địa điểm gây án, cũng như nạn nhân mà đối tượng nhắm đến thường là phụ nữ có tuổi, người trẻ nhất là 50 tuổi, người già nhất là 65 tuổi. Các điều tra viên nhận định rất có thể đều do một đối tượng gây ra. Qua công tác điều tra nghiệp vụ, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Đặng Quang Văn, sinh năm 1972, trú tại tổ 18, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Đối tượng này vừa được tha tù vào năm ngoái, sau 18 năm chấp hành án về tội hiếp dâm. Lật lại những vụ hiếp dâm trước đây mà Văn gây ra, thấy rất giống về thủ đoạn, phương thức gây án và đặc biệt là có sự tương đồng về đặc điểm nạn nhân. Tức là Văn thường nhắm đến những người phụ nữ có tuổi. Dù thời điểm gây án cách đây 18 năm, Văn mới ngoài 20. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Đặng Quang Văn chính là hung thủ gây án với bà My. Gã cũng thừa nhận là tác giả của hàng loạt vụ xâm hại phụ nữ thời gian từ sau Tết đến nay, tổng cộng là 6 người. Rất có thể số nạn nhân còn nhiều hơn, nhưng vì xấu hổ, nạn nhân ngại trình báo. Thực tình là nhiều người đã rất tò mò về đối tượng Đặng Quang Văn. Tâm lý thông thường, đàn ông luôn mong tìm được những người phụ nữ trẻ. Nhưng gã này lại khác. Gã bảo trẻ không phải sở thích của gã. Gã này được đánh giá là rất khôn lõi. Chỗ nào lanh quanh được là gã quanh co đến cùng. Gã chỉ trả lời những chuyện mà ai cũng biết. Người gã bé loát choắt, mấy ngày chưa được cạo râu, cằm hắn lởm chởm nhìn như bàn trong. Là đáng chung thân về tội hiếp dâm. Vừa ra tù năm ngoái thì năm nay gã lại tiếp tục gây án. Người gã cũng chỉ đáng một tay sách, cú đấm thì thiếu, cú đạp thì thừa. Vậy nên ít ai có thể tin rằng gã lại hành động bệnh hoạn, suy nghĩ bệnh hoạn đến vậy. Lưng gã xăm vảy rồng với dòng chữ nhôm nhoang, kiểu xăm cũ mà đám tù thường đè nhau ra nghịch dại trong những lúc rảnh rỗi. Phóng viên tò mò hỏi gã tại sao lại xăm dòng chữ hận bố thương mẹ. Gã nói dối rằng đó là do bạn tù vẽ bậy. Nhưng thực chất, câu chuyện mà phóng viên tìm hiểu lại khác. Gã có nỗi hận với người mà gã gọi là bố. Cụ thể phóng viên không tiện nêu, nhưng có thể nói cũng vì lý do này mà Văn cũng đâm ra hận đàn bà. Cả hai lần vào tù đều đúng thời điểm hai cô vợ mang bầu sắp đến ngày sinh. Mặc dù còn có một cô bồ trẻ ở tỉnh khác, nhưng không hiểu sao Văn lại hành động bệnh hoạn đến vậy. Cảm giác gã bị một chứng bệnh nào đó hành hạ nhiều hơn là sở thích quái đản. Có mặt trong buổi tra vấn kẻ yêu râu xanh bệnh hoạn, phóng viên chứng kiến toàn bộ sự việc cơ quan chức năng áp dụng biện pháp nghiệp vụ sắc bén với gã ta. Khi các trinh sát hỏi hôm gây án với bà My có uống rượu hay không, cả Văn trả lời, có, em uống một vài chén. Hầu như ngày nào cũng uống, nhưng thỉnh thoảng mới quá đà. Cứ uống rượu vào là em lại nghĩ đến việc đó. Hắn ta còn khai, vì say nên mang dao theo để đe dọa nạn nhân. Khi được hỏi đến vụ án đầu tiên, hồi 20 tuổi hắn phạm tội như thế nào, cả trả lời ngập ngừng như cố nhớ lại ký ức. Đoạn đường đó vắng, em thấy một người đi làm về, em chặn đường hỏi có tiền không đưa đây, cô ấy khoảng 40 tuổi. Được tra vấn một lúc, anh trinh sát nhường chỗ cho phóng viên vào hỏi chuyện. Anh phóng viên nắm cơ hội đi thẳng vào vấn đề. Đã từng lĩnh án chung thân về tội hiếp dâm với số nạn nhân lên đến 5 người. anh cũng chưa chán cuộc sống tù tội à? Cũng chỉ tại thời điểm đó vợ em mang bầu nên em bí quá, sinh vợ thì nó không cho. Thế lần đi tù đầu tiên không phải cũng lý do vợ đang mang bầu chứ? À, lần trước cũng là mang bầu, đó là cô vợ đầu. Sau khi em đi tù thì cô ấy cũng bỏ đi nước ngoài, sau này về mới ly hôn. Nghe đến đây, phóng viên nắm thông tin khai thác thêm về đối tượng. Hỏi từ bé gã có cảm thấy mình có nhu cầu gì khác với người không? Hắn ngại ngần cho biết, bản thân cũng không hiểu nổi mình. Gã cho biết thỉnh thoảng gã đang ngồi thì thấy đầu óc tối đầm lại rồi nghĩ ra cái chuyện đấy. Gã nghĩ gã bình thường, chỉ là thời điểm này vợ gã đang có bầu nên gã bấn quá, đi kiếm gái mại dâm thì sợ sida. Thế anh không sợ chẳng may một ngày những nạn nhân của mình cũng có HIV? Anh phóng viên tiếp lời. Đối tượng nghĩ đoạn rồi nói hắn không nghĩ ra, chỉ nghĩ các nạn nhân đều là nông dân, chắc cũng không sao. Anh phóng viên sẵn đang khai thác được nên hỏi luôn thắc mắc trong lòng. Tôi không tin anh lại thích các bà già hơn những cô gái trẻ. Gã đáp, em nghĩ là hợp với tuổi em năm nay 45. Bà Biên 65 tuổi rồi, liệu có hợp với tuổi của anh không? Phóng viên tiếp lời. Tên Văn ngồi nghĩ hồi lâu rồi trầm ngâm trả lời. Thực ra em chỉ định cướp ít tiền, nhưng một lần rồi cũng như 10 lần. Lần nào cũng nghĩ thôi mình lại sai rồi. Với lại em nghĩ bà ấy chừng 50 tuổi là cùng. Em không đánh đập, chỉ kệ dao vào ngực. Khi được hỏi về nghề nghiệp trước đây, tên này cho biết trước khi bị bắt lần đầu tiên, hắn làm nghề đạp xích lô. Còn sau khi ra tù thì làm công nhân nhà máy, làm được hơn một năm. Hắn cho biết 6 vụ án gây ra trong thời gian không lâu, chứ đều từ Tết đến hiện tại. Lúc phóng viên hỏi, anh nghĩ thế nào về hành vi của mình? Hắn đổ thừa tại rượu. Cũng tại rượu em mới như thế. Cứ có rượu là cháu phấn khởi, không làm chủ được bản thân. Lúc nào em cũng nghĩ rằng sẽ bị bắt nên một lần hay là nhiều lần cũng thế. Cuối buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi một câu khiến tên Văn phải suy ngẫm. Con gái anh có biết anh đi tù về tội gì không? Dạ nó biết. Hôm em đi tù về, em chỉ biết nhìn nó mà khóc. Em đi lâu quá, nó cũng xấu hổ. Hai bố con ít khi ngồi nói chuyện. Vợ thứ hai cũng biết quá khứ, nhưng thấy em làm ăn lương thiện tử tế nên cô ấy chấp nhận. Tụi hồi lén nhau chưa cãi nhau, đánh đập bao giờ. Câu chuyện cho chúng ta thấy thêm một góc khuất của sự việc. Rõ ràng tình yêu râu xanh này có dấu hiệu của bệnh hoạn. Hành vi đồi bại cứ tiếp diễn hết lần này đến lần khác. Dù gã có ăn năn nhưng dục vọng lại che mờ đi lý trí. Có thể là ngựa quen đường cũ, làm được một lần thì sẽ có lần hai, nhưng cũng có thể là do tâm lý bệnh hoạn mà ra. Dù thế nào đi chăng nữa thì câu chuyện này cũng nên được giải quyết sớm để tránh đêm dài lắm mộng. Các tội phạm biến thái như gã Văn không những nên xử lý về mặt pháp lý mà còn cần đến điều trị tâm lý. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, bởi lẽ khi bị nhốt vào chúng lao tù nhưng căn bệnh vẫn còn thì ngày hắn tái nhập lại với cộng đồng lại còn gây ra những vụ án đáng e ngại hơn nữa. Tên các nhân vật đã được thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Pin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.